Thưa cháu, ông có thể cho biết tên của ông? Dạ vâng, tên của tôi là Nguyễn Minh Diễm. Thế nhưng mà từ hồi sang Mỹ và chúng tôi gọi là Diễm Nguyễn. Nghe nó cũng hơi lạ lạ mà ông nghe mãi rồi nó cũng quen. Thưa ông, có thể cho biết là ông sinh ra ở đâu và vào năm nào ạ? Dạ, tôi sinh năm 1943, tức là 2 năm trước khi có cuộc kháng chiến Việt Pháp đó. Và tôi sinh ở Thái Bình. Dạ, thưa ông sống ở Thái Bình đến năm nào và ông có cái kỷ niệm nào về quê hương nơi sinh trưởng của ông không? Vừa rồi tôi có nói rằng là 2 năm trước cuộc chiến đấy, bởi vì rằng là tôi chỉ sống ở Thái Bình cho tới năm vào khoảng độ chừng 1951 khoảng đó. Rồi sau đó tôi lên Hà Nội vì cuộc chiến lúc bây giờ nó càng ngày càng lan rộng đó. Thì ra tôi lên Hà Nội và tôi sống ở Hà Nội cho tới năm 54. Dạ vâng. Thưa ông, như thế là cũng có một cái thời gian cũng 6-7 tuổi thì ông ở dưới Thái Bình, ông Dạ vâng, có đúng như vậy. cũng có những cái trò chơi gì với bạn bè hay cái gì ở đó mà ông còn nhớ tuổi thơ, trong tuổi thơ không? Cái tuổi thơ của tôi thì thật tình tôi không nhớ về bạn bè, tại vì rằng là tôi không nhớ rằng là tôi có người bạn nào đó không. Lúc bây giờ cái sinh hoạt thì ở trong nhà tôi, trong cái khu nhà, có thể gọi là cái khu nhà được, tại vì có nhà, có ao, có sân, có cây đa, bên cạnh có cái chỗ làm bún đại khái như thế, có vườn dâu. Thì cái trò chơi của chúng tôi thời đó thì gọi là trò chơi nhưng mà nó cũng chẳng là có trò chơi, chủ yếu là cái chuyện là đi trốn đi tìm với nhau, tại vì chơi anh chị em trong nhà mà, chứ không có, tôi không nhớ gì về 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 bạn bè. Tôi không nhớ hồi tôi có đi học hay không đấy, tôi trong mấy tuổi đó. Rồi đến khi lên vào tới 51 thì ông lên Hà Nội thì lúc bây giờ cũng ông có cái kỷ niệm gì với Hà Nội không? Là Hà Nội thì tôi có nhiều kỷ niệm lắm. Dạ vâng, ông có thể cho biết một trong những kỷ niệm mà ông còn nhớ nhiều nhất đấy. Khi mà tôi lên Hà Nội thì tôi học ở trường gọi là trường Nguyễn Công Trứ, tức là trường hàng than đó. Thì vào học lúc rồi học lớp 4, rồi học vài năm ở đó, rồi sau đó nhà dọn đi thì là tôi chuyển lên trường Lý Thường Kiệt, rồi sau đó là trường trước khi vào Nam. Thế nhưng mà lúc bây giờ bạn bè thì nhiều lắm, bạn rất đông. Và một trong những cái trò chơi của chúng tôi thích cái thời đó, tức là gọi là đánh bi đánh đáo ấy mà. Đánh bi đánh đáo. Rồi đôi khi tôi cũng tham dự một cái trò chơi của mấy mấy chị con gái, tại vì rằng là tôi thì có mấy bà chị ngang tuổi đó, thành ra đôi khi nó chơi nhảy dây nhảy rước thì mình cũng tham gia. Thế nhưng mà đại khái những cái trò chơi cũng bình thường thôi, đánh bi đánh đáo, nhất là đánh bi, chơi bi. Vâng, thưa ông học học ở Hà Nội tới lớp mấy ạ? Tôi học ở Hà Nội về đúng ra đó thì tới lớp nhì, tức là về sau này gọi là lớp 4 đó. Nhưng mà tôi học nhảy 1 năm, tức là lớp 4 thì tôi thi tiểu học luôn. Thì cái năm đó cái trường thi của tôi là trường Trưng Vương. Trường Trưng Vương là tại vì họ làm cái trường thi thôi. Thì tôi đỗ tiểu học và sau đó khi vào đến Nam, vào Sài Gòn thì tôi học thì thật. Trường Trưng Vương là trường nữ đấy phải không Là ạ? trường nữ, thế nhưng mà tôi vẫn nhớ, tại vì rằng là đối với tụi tôi cái thời đó thì thế trường Trưng Vương vẫn đẹp lắm, thế các chị rất, các chị thôi thì mặc áo dài rất đẹp lắm, thành ra là khi mà mình thi tiểu học được bước vào cái trường Trưng Vương thì thấy thấy cũng hồi đó cũng cảm động lắm. Thưa ông thì ông vào năm năm nào ạ? Năm 1954. Như vậy là ông có tham dự cái cuộc di cư của người miền Bắc Việt Nam vào miền Nam khi Cộng sản chiếm miền Bắc phải không Dạ. ạ? Trước khi hiệp định mà chia Geneva và chia đôi đất nước không ạ? Dạ, Hiệp định Geneva và chia đôi đất nước từ năm đến lúc bây giờ là 20 tháng 7 năm 1954. Thì tôi vào trong Nam cỡ vào khoảng chừng độ chừng tháng 8 khoảng đó. Tại vì cái Tết Trung Thu đó là tôi được ở miền Nam rồi. Thì tất nhiên là do ảnh hưởng của Hiệp định Geneva. Cho nên tôi không phải là chỉ là tham dự mà tôi chính là một thành viên nhỏ bé của cái cuộc di cư đó. Ông đi bằng tàu thủy hay máy bay, ông có thể kể cái hành trình đó như thế nào không thưa ông? À, cái hành trình của tôi là tôi đi bằng máy bay. Thì cái đêm hôm đó đó, trước khi mà đi ấy, thì gia đình nhà tôi có một cái người họ hàng, tức là cái anh đó tôi nhớ tên là anh Biểu, ông ngày nào cũng tới hết,
Ngày nào cũng tới nhà để ông thuyết phục gia đình ở lại. Dạ. Gia đình ở lại thì năm trước đó thì ông cụ tôi mất. Dạ. Ông cụ tôi mất xong rồi thì ông anh lớn của tôi thì ở trong cái hoàn cảnh lúc bây giờ nó kỳ lắm. Dạ. Khi mà ông cụ tôi mất và khi mà Hiệp định Geneva có rồi đó, dạ, thì cái người mà đứng đầu thành phố Hà Nội lúc bây giờ tôi nhớ hình như là ông Hoàng Cơ Bình. Dạ. Thì ông ấy kêu gọi là tất cả mọi người thanh niên phải ở lại Hà Nội để tử thủ. Trời. Dạ. Thì cái chữ tử thủ thì hồi đó không có dùng, về sau cái chữ đó về sau mới dùng. Dạ. Thế nhưng mà cứ tử thủ xong là cái người kêu gọi là đi mất tiêu, thì nó cũng giống nhau thôi. Dạ. Thì ông anh tôi lúc bây giờ bà cụ ngại lắm, bà cụ cho mới cho ông anh tình nguyện vào một cái khóa sĩ quan Đà Lạt. Dạ. Cái khoa đó là khoa 6B, tức là Thủ Đức nhưng mà học như ở Đà Lạt. Yeah. Thì ông anh đã đi rồi. Thế là cả nhà thì sau đó là bắt đầu đi, nhưng mà ông kêu ông biểu ngày nào cũng tới, ông thuyết phục cả nhà ở lại. Yeah. Cho nên là khi mà cái người quen biết á, thì có một người quen họ bị đưa cả nhà đi. Yeah. Bằng máy bay quân sự. Yeah. Thì phải giấu ghê lắm. Yeah. Thì cái đêm hôm đó thì tôi lên chỗ quân y viện. Tôi không nhớ tên cái quân y viện đó là gì. Yeah. Quân viện xong buổi sáng sớm hôm sau 4 giờ sáng đi ra phi trường Bạch Mai. Yeah. Yeah. Thì lúc mà lên máy bay thì cái năm ấy tôi mới có 10 tuổi, 11 tuổi. Yeah. Lúc lên máy bay thì tôi còn nhớ là cái người mà cái người có một ông lính nhảy dù, ông ấy nói rằng tất cả là quý vị là phải dồn hết lên cái phía đầu của máy bay nó mới cất cánh được. Thế xong rồi thì còn nhỏ thì ngủ thôi. Tại vì cất cánh khoảng bình chừng 5-6 giờ sáng và đến nơi khoảng 11 giờ trưa. Thế ông có bao nhiêu người trên chiếc máy bay đó? Bao nhiêu người thì tôi không nhớ nhưng mà đông. Chiếc máy bay đó là một chiếc máy bay hai động cơ. Hai động cơ. Có lẽ là theo như về sau thì tôi nghĩ ra là chiếc DC-3. Dạ vâng. Thưa ông, khi nãy ông có nói đến cái chi tiết là có những người đến coi như tìm cách thuyết phục ở lại rồi sau lại thấy họ biến mất. Ông nghĩ rằng ai là người họ thuyết phục, bởi vì cá nhân họ hay là họ có tổ chức gì không, mà sau họ biến mất thì ông nghĩ họ biến đi đâu? Ban nãy ông có nói là những người đến thuyết phục rồi không thấy họ nữa đó. Không. Thì tức là tự mình phải ra đi một cách gần như là lén lút với những người đó thôi. Tại vì những người đó họ đến họ thuyết phục, họ nói, nhưng mà tất cả mọi người đều sợ hết. Tôi nhớ bà cụ tôi sợ lắm. Cái ông tên Lông Biểu. Nhưng mà họ là được gửi đến hay là họ có tổ chức hay là họ cá nhân? Không biết. Không biết. Dạ, cái đó thì tôi không biết. Dạ. Là họ, nhưng mà điều họ đến mỗi ngày. Dạ, mà cái chuyện mà ra đi đó là tự mình đi, nhưng mà cái chuyện tìm cách giữ người dân lại cũng có hả? Ông nghĩ có không? Đương nhiên là có. Dạ, vâng. Nhưng mà họ giữ bằng cái cách nào đó là vấn đề khác. Dạ. Cái trường hợp mà gia đình tôi thấy thì rõ ràng họ đến nội thuyết phục. Dạ. Cái ông đó gọi bà cụ tôi bằng cô. Dạ. Thì đến ông thuyết phục, ông ấy nói cái này cái kia, ngày nào cũng đến cũng nói. Tất nhiên là chuyện người lớn thì mình không có tham dự được. Dạ vâng. Thế nhưng mà tiền là thuyết phục, thế nhưng mà về sau này đó, dạ, thì theo như tôi biết có những trường hợp của thuyết phục không phải là chỉ thuyết phục không, dạ, mà vừa thuyết phục vừa đe dọa, dạ, và có khi họ dùng những cái biện pháp nặng hơn nữa. Dạ, vâng. Lúc đó thì ông còn trẻ, chắc cũng không có, còn nhỏ, là còn bé, chưa có ý niệm nhiều, nhưng mà theo ông thì vì sao mà gia đình quyết định đi vào miền Nam, cái lý do ạ? Thật sự ra thì gia đình quyết định đi vào miền Nam tại vì lý do rất đơn giản là bà cụ tôi và gia đình tôi sợ chế độ Cộng sản. Yeah. Không phải đó là lần đầu tiên chạy trốn Cộng sản. Yeah. Mà đó là lần thứ hai. Yeah. Tại vì khi mà từ Thái Bình mà chạy ra Hà Nội, yeah, thì đã là một lần chạy trốn Cộng sản rồi. Yeah. Thưa ông, khi đi thì gia đình ông đã phải bỏ lại những cái gì? Gia đình ông phải coi như là bỏ những cái gì, đem đi những gì? Tôi nhớ rằng là gia đình tôi lúc bây giờ đi thì có bà cụ tôi và 5 anh chị em chúng tôi. À. Thì những cái tất nhiên là những cái đồ đạc lớn thì vứt đi hết rồi. À. Bỏ lại hết và vứt đi hết rồi. À. Trước đó thì đã có những cái gọi là cái chợ rời. À. Ngoài Hà Nội gọi là chợ rời, nó cũng bày bán đủ thứ tất cả mọi cái. À. Thì cái tình trạng tôi thấy xuất hiện ở miền Nam sau năm 1975 y hệt như vậy. À.
và nhà đem đi chỉ có đại khái là thúng mùng tùng xèng, đại khái gọi là vali thì cái thời nó cũng hiếm lắm, nhưng mà bao tay nải rồi ba lô ba lít gói mà thôi, còn tất cả những đồ là để lại hết, kể cả những cái bà cụ thấy rất quý, ví dụ như cái mâm đồng. Thế còn tất nhiên là những cái nhà cửa trên cái hội đó, hình như là nếu tôi nhớ không lầm, ông cụ tôi thì đi dạy học, cho nên ở nhà mà cái sinh hoạt chính trong nhà là bà cụ có đối với cái nhà cho thuê, và tất nhiên là những cái đó là được bỏ lại hết mất. Tức là đi vô trong Nam là tay trắng. Dạ. Có đem được kỷ vật gì của gia đình không? Kỷ vật chỉ có những cái hình ảnh thôi. Dạ vâng. Dạ vâng. Thưa ông thì khi cái gọi là cái chủ, không biết là cô có biết cái chủ không? Tức là ông cụ tôi mất năm trước thì khi mà ông cụ mất á, thì cái lúc mà lập ban thờ đó thì mấy ông bạn, tại vì ông cụ tôi là trước là nho học mà. Dạ. Thì có mấy ông bạn mới đến mới viết chữ đề tên ngày sinh tháng đẻ rồi giống như là một cái tiểu sử nhỏ đó. Yeah. Thì viết vào một cái miếng gỗ như này. Yeah. Xong rồi bên ngoài có cái chụp và cái đó gọi là cái chủ. Oh, chào, để trên ban thờ. Oh, dạ vâng. Thì cái đó là chúng tôi đem đi. Yeah. Và giữ lại cho tới bây giờ. Dạ vâng. Thưa ông thì khi vào miền Nam ông còn nhỏ, ông còn nhớ được là cái cảm tưởng của ông khi nhìn thấy miền Nam lần đầu tiên nó như thế nào? Cái cảm tưởng đầu tiên là nóng quá. Nóng quá. Dạ. Cái thứ hai là cái tiếng nói mình không hiểu. Ô dạ vâng. Tiếng nói không hiểu. Giọng miền Nam cũng là cái khó hiểu. Giọng miền Nam không, nhưng mà người miền Nam lúc bây giờ thứ nhất mình không hiểu, thứ hai nói rất là nhanh. Ô dạ. Tôi nhớ rằng là khi mà đi vào miền Nam á, thì là bây giờ chúng tôi ở trong một cái trại tập trung, là trại đó là trại Tôn Thọ Tường. Ừ, dạ. Nó nằm ở trước cửa Giạp Đại Nam. Dạ vâng. Thì cái lễ Trung Thu là tôi ở trong đó. Dạ. Thì ở trong đó có một số những người mà họ miền Nam và họ ở làm việc ở trong trường. Dạ. Thì tôi là một cái thằng nhỏ, thì có một cái lần mà một cái bà già bà đi đằng trước, bà đi như này. Dạ. Thì bà đánh rớt cái khăn. Dạ. Thì tôi cầm hộ. Dạ. Tôi cầm hộ cụ. Mà cụ nói một câu mà về sau này tôi mới nhớ, mà lúc bây giờ thì tôi hiểu mà nói chắc dài. Dạ. Thì tôi hiểu mà nói cái gì tôi cứ hỏi là nó chắc dài. Thì hóa tức là bà nhờ bà vắt dùng cái khăn đó lên vai. Dắt lên dài. Dắt dài, chắc dài. Dạ. Xong bà chỉ tôi nhớ, đó là cái kỷ niệm của tôi đầu tiên với cái ngôn ngữ của miền Nam. Dạ. Dạ vâng. Thưa ông, gia đình sau đó đã làm cách nào để bắt đầu lại cuộc sống mới, bởi vì mất hết gia sản, chắc nghề nghiệp cũng không còn nữa, thì làm thế nào để bắt đầu lại cuộc đời? Tôi nói thật là tôi không biết làm thế nào mà bắt đầu được trong những cái năm tháng nó vô cùng khó khăn. Dạ. Ông anh tôi thì lúc bây giờ ông ở trường Võ Bị Đà Lạt. Dạ. Ông chưa ra trường. Dạ. Còn ở nhà thì một bà chị, hai bà chị, ba bà chị, tôi với thằng em tôi, thì bà chị lớn nhất lúc bây giờ bà mới có 18, chưa đi làm. Và lúc bây giờ là tụi tôi 55 thì chả đứa nào đi làm gì hết, chưa ai làm được cái gì hết. Thành ra là bà cụ lúc bây giờ mới có, chứ bà cụ chưa đi 40. Thành ra tất cả là nhờ cái sự trợ cấp của chính phủ trong cái giai đoạn đó. Cho đến khi mà vài tháng sau đó ông anh tôi cũng tốt nghiệp rồi. Dạ. Thì bây giờ mới có đầu tiên là gọi là tiếng bây giờ nó gọi là có income, có thu nhập tốt đấy. Dạ. Thì sau đó thì bà chị tôi đi làm. Dạ. Mới đầu thì ông anh đi làm nuôi mấy đứa em, rồi bà chị đi làm tăng thêm nuôi mấy đứa em. Dạ. Thì sau đó tụi tôi lớn dần lên thì đời sống mỗi ngày mỗi khá hơn. Nhưng mà trong bước đầu thì coi như hoàn toàn nhờ những cái chương trình trợ cấp của chính phủ hết. Dạ vâng. Nói chung họ trợ cấp khá không? Họ cho tiền, cho gạo hay cho cái gì ạ? Họ cho tiền, họ cho gạo. Và về sau á, dạ, thì họ cho chỗ ở. Về dạ. Sau chúng tôi có được một cái nhà gọi là nhà ở chỗ Phú Thọ đó. Dạ vâng. Chỗ Phú Thọ, tức là trước cửa trường đô Phú Thọ, nó có cái khu nó gọi là kiến trúc cục. Dạ. Thì sau ở được cho nó có được cái nhà đó. Dạ. Thì từ từ mọi cái nó ổn định ra. Dạ, vâng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là bà mẹ tôi khi mà đi vô đó cũng đem được một ít tiền. Dạ. Tại vì cái những nhà cửa cái này kia đó, dạ, để bán tháo bán để đi, dạ, vâng, có lẽ có một ít. Dạ, vâng.
Thường những người anh em trong gia đình của ông đó thì có được đi học nhiều không? Cái trình độ học vấn của họ ra thế đâu ạ? Ông anh tôi thì ông ấy đỗ túc tài xong rồi ông vào trường võ bị Đà Lạt đấy. Dạ. Và chị tôi thì ở vào cái và chị lớn á thì cái quan niệm giáo dục cái thời đó là con gái không có đi học, chỉ cho đi học nữ công này. Dạ. Thì bà đi học nữ công ở trường Việt nữ. Thế về sau này bà mới đi học chữ, thế về sau bà đi làm Dạ. thư ký. Dạ vâng. Thế mấy bà từ bà chị sau á thì khá hơn, tất cả đều được đi học hết. Dạ vâng. Được đi học cái thì hai bà chị đầu, hai hai bà cái bà chị đầu thì không kể, còn hai bà chị sau đều tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp đại học. Dạ vâng. Chú em tôi thì chú học nửa chừng thì chú đi lính, Dạ. rồi thì là nói chung thì cũng cũng được. Cái hoàn cảnh mà gọi là ông cụ mất sớm rồi gia đình di chuyển như vậy là cũng Vâng. Thưa ông, thì ông học ngành gì? Ông tốt nghiệp ngành gì? tôi học ở văn khoa Sài Gòn của tôi Dạ tốt vâng. nghiệp ngành chiết Dạ. à, Dạ vâng. tôi học về chiết Tây Dạ vâng. Sau đó thì ông làm gì ạ? à, thì khi mà bắt đầu học đại học thì tôi đã bắt đầu đi dạy học rồi. Tôi Dạ. dạy tư ở trường Nguyễn Bá Tằng, Dạ vâng. thì vừa đi dạy vừa đi học. Tốt nghiệp xong rồi thì tôi dạy ở Sài Gòn thêm vào khoảng được chừng mấy tháng nữa thì tôi lên trên trường Võ Bị Đà Lạt. Dạ vâng. Tôi dạy trên trường Võ Bị Đà Lạt với tư cách là giáo sư dân chính. Dạ. Môn gì thưa ông? Tôi dạy về môn khoa học xã hội và triết học. Triết Dạ. học lúc bây giờ thì ở trên trường Võ Bị Đà Lạt nó không khoa học triết học theo cái kiểu là giống ở trường ngoài, mà học cái môn gọi là triết học chính trị, Dạ triết lý chính trị, vâng. gọi là political science, Dạ vâng. philosophy. Dạ. Nói chung thì triết lý chính trị thời đó là ảnh hưởng phương Tây hay là như thế nào? Tất cả của Dạ. tức là cả một cái lịch sử triết học, thí dụ như tính theo Đông phương á, Dạ. thì là nói từ ông Khổng Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử, Vâng. mà nói về Tây phương thì bắt đầu từ những ông như là Platon, Aristotle, về nói về sau này Dạ. cho đến cả Machiavelli rồi Hegel đại khái thế, tức là những người mà nói về vấn đề chính trị Dạ vâng. gọi là political philosophy, mà Dạ. triết lý chính trị. Dạ. Tức là họ muốn cung cấp cho những người sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng hòa một cái kiến thức về về triết học qua cái môn học của ông. Về về Dạ. tất cả mọi thứ, Dạ. tại vì rằng là khi mà tôi lên trường Võ Bị thì lúc bây giờ trường đang chuyển từ cái chế độ học 2 năm sang 4 năm, Dạ. thì với 4 năm sau khi họ học xong đó Dạ. thì họ sẽ được cấp cái bằng gọi là bằng cử nhân bách khoa, Ồ, dạ vâng. thì một năm họ học 9 tháng văn hóa, Dạ. họ chỉ học có 3 tháng quân sự thôi, Ồ, dạ vâng. và họ học trong 4 năm. Dạ. Thì nếu họ thi cử rất đầy đủ và họ đủ điểm họ tốt nghiệp Dạ. văn hóa thì họ được cấp cái bằng cử nhân đó, Dạ. cho nên cái kiến thức của họ phải nói rằng nó là bách khoa. Dạ. Dạ. Thì những cái môn chúng tôi dạy cho nó nằm ở trong cái khoa là khoa học xã hội, Dạ vâng. nhưng ngoài ra họ học khoa học thực nghiệm, họ học về khoa học thuần túy, học rất là nhiều. Dạ vâng. Khi mà ở trong đó thì lúc mà lớn nhiều nhất á, thì ở trường Võ Bị nó có tới 180 giáo sư Dạ văn hóa vâng. cũ. Dạ vâng. Thưa ông thì như thế thì một người sĩ quan ra trường của Võ Bị Đà Lạt ra trường thì họ có cái bằng cử nhân là Cử nhân tương bách đương khoa, cử nhân bách khoa chứ không dạ phải, vâng cử nhân coi như là tương đương với cử nhân bên ngoài không? vâng Dạ vâng. Dạ vâng. Thưa ông thì sau đó thì ông tiếp tục dạy ở trong bio ông có nói về vấn đề ông vào ngành truyền thông và trong cái hoàn cảnh nào? Tôi vào ngành truyền thông được từ khi tôi sang Mỹ. Ồ dạ vâng. Thế còn trước kia tôi chỉ có đi dạy học thôi. Ồ dạ vâng. Tôi chỉ có đi dạy học và tôi dạy học ở trường Võ Bị Dạ. và tôi dạy chết ở bên ngoài. Dạ. Và cho tới năm 75 thì tất cả mọi thứ nó mất hết. Dạ vâng. Cái đời sống của một giáo sư như ông nó có thoải mái không? Ông nghĩ rằng cái thu nhập với lại đời sống cái tự do hay này kia ông thấy có thoải mái ở trong cái thời gian đó? Tôi còn nếu mà phân tích nó ra đó thì chưa bao giờ tôi thấy một một đời sống của một người mà trong ngành dạy học mà thoải mái được. Dạ. Dù ở bất cứ nước nào, bất cứ thời nào, Dạ vâng. ngay cả bên Mỹ. Dạ vâng. Thì như bản thân tôi chẳng hạn ạ, thì cái thời đó khi tôi dạy học ở trong trường Võ Mỹ thì tôi là một giáo sư ở trong trường, và
Nếu mà tính theo lương thì lương của tôi tức là gọi là tính theo chỉ số đó, tức là hơn 500, 501 gì đấy, đại khái về 501, 550 gì đó. Một người tốt nghiệp đại học sư phạm ra thì cái lương tính theo chỉ số mà nó là 470. Thì tức là lương như thế là đối với hàng công chức là khá nha. Mà chúng tôi chỉ phải dạy học ở đó một tuần có 12 giờ đấy. Một ngày 2 giờ. Rồi là những cái bài vở soạn, chứ ngoài ra tôi phải đi dạy tư thế mà ngoài. Thì cái thời gian tôi dạy tư ở ngoài một tuần như thế tôi dạy nhiều khi thì 20 tiếng hay hơn. Nhưng mà lúc bây giờ chúng tôi cũng chỉ đủ sống một cách bình thường và hơi chật vật. Thưa ông thì trong gia đình ông có cái truyền thống gì đặc biệt không? Giả dụ như tên ông chẳng hạn là ông Nguyễn Minh Diễm, rồi những người trong gia đình con trai cũng cùng Nguyễn Minh, con gái Nguyễn, thì không có cái gì đặc biệt nè. Trong gia đình, chúng tôi thì cái thứ nhất là về con trai thì là nó là quan trọng. Thì cũng theo cái quan niệm ngày xưa mà. Thì ông cụ tôi, ông cụ có dặn rằng là ông cụ có một hôm nằm mơ thấy rằng là mình đi ở trong một cái rừng trúc. Thì ở trong cái rừng trúc đó thì có một vị tiên nói rằng là bây giờ phải đặt tên con trai cái chữ lót đấy là Minh Hồng Tài Bình Cơ. Tức là cái hàng, cái lứa của chúng tôi thì tất cả đều chữ lót đều là Minh. Nhưng mà cái lứa mà của con chúng tôi á, thì cái lứa hót, cái chữ lót sẽ là Hồng. Rồi con của Hồng thì là Tài. Rồi dưới đây là Bình, dưới là Cơ. Cụ thể tôi là Nguyễn Minh Diễm. Thì cái anh con trai lớn của tôi tên đó là nó là Nguyễn An Hồng Phạm. An là họ mẹ. Con của nó là Nguyễn Tài Anh Thư, tức là Minh Hồng Tài Bình Cơ. Thế còn đợi đến con của Tài nữa thì nó sẽ là Bình, nhưng mà nó còn lâu lắm. Thưa ông, cái giáo dục trong gia đình của người cha của ông nó có cái gì đặc biệt, nó cụ dạy con như thế nào, ngồi kể cho con nghe những câu chuyện ấy, khuyên bảo hay là roi vọt hay như thế nào thưa ông? Cái thời mà của chúng tôi nhá, thì tôi thấy ở trong nhiều gia đình thì roi vọt là chính. Dạy nhưng mà roi vọt là chính. Nhưng mà trong gia đình tôi thì cái người mà roi vọt đó là bà mẹ tôi. Còn ông cụ tôi không bao giờ đánh con cả. Ông cụ cũng là cụ hiền, ông cũng không giờ đánh con cả, nhưng mà tất cả mọi roi vọt là bà cụ, và cụ là người gọi là sinh sát ở trong nhà. Thì chỉ có cái quan trọng nhất đó là cái quan niệm giáo dục ngày xưa mà vâng lời, vâng lời là chính. Thế thôi. Thế mà không vâng lời thì là đòn này. Mà vâng lời thì cũng đơn giản thôi, tức là trong nhà thì ngoan ngoãn sạch sẽ, và ra ngoài chỉ có học hành cho giỏi và lễ phép. Thưa ông nghĩ rằng thời của ông, thời của con ông đã thực hiện cái giấc mơ của cha ông. Ông có nghĩ là đời cháu đời chắt rồi nó cũng sẽ kế tục cái giấc mơ của cha của ông về cái ít nhất là vấn đề đặt tên cho con cái không? Ông có nghĩ là sẽ tiếp tục không? Tôi nghĩ rằng là về cái đơn giản về cái đặt tên thì có thể là chúng nó tiếp tục. Nhưng mà còn những cái mà nếu mà gọi là những cái ước mơ thì chắc là không. Tại vì rằng là mỗi một cái đời sống nó có thay đổi. Ngay cả những cái điều mà hồi xưa mà bố mẹ tôi kỳ vọng vào tôi thì cũng khác với cái điều mà tôi kỳ vọng vào con cái. Và những cái điều mà tôi kỳ vọng vào con cái hồi trước cũng khác với cái điều tôi kỳ vọng vào con cái bây giờ. Thì cái mình mong mỏi sao mà chúng nó có đủ cái điều kiện nó phát triển theo cái khả năng và ý thích của nó. Còn hồi xưa đó là mình theo ý thích của bố mẹ, hai cái nó khác hẳn nhau. Thưa ông, thì chắc là cái sự tiếp cận chiến tranh cũng rất sớm, nhưng ông có thể nhớ được rằng cái lúc nào trong cuộc đời của ông thì ông cảm thấy là cuộc chiến tranh nó đang ở xung quanh mình. Tôi cảm thấy cuộc chiến tranh đang ở xung quanh tôi có lẽ là khi mà tôi học hết trung học, gần hết trung học. Tức là cái năm mà tôi học ở trường đệ nhất, năm 1960. Thì tại vì lúc bây giờ tụi tôi tất cả mọi người đều phải đi gọi là trưng binh. Trưng binh tức là đi đăng ký, đi cái đăng ký cái tên của mình.
đi ghi tên của mình, chứng minh tức là trình bày ra là tôi sẵn sàng đi lính. Dạ. Ồ, dạ, thì chúng tôi được cấp một cái thẻ gọi là thẻ chứng minh. Coi như register rồi. Vâng, vâng, dạ, cái thứ gọi là coi như là ghi tên, vào cái danh sách của những người sẵn sàng đi lính đấy. Ồ, dạ vâng. Thế nhưng mà điều là lúc bây giờ thì nó có cái chính sách là cái người nào được đi học và anh tiếp tục anh đậu lên thì anh được hoãn dịch. Dạ vâng. Được hoãn dịch. Dạ vâng. Một số ngành hay là ngành nào cũng vậy à? Ngành nào cũng vậy. Ồ, dạ miễn vâng. là anh có học. Dạ. Và miễn là anh có đậu. Dạ. Anh rớt thì anh bị đi lính. Ồ, dạ vâng. Hồi xưa có cái câu gì rớt tú tài anh đi trung sĩ gì dạ, hay giờ thì dạ. em vào nhà lấy mỹ nuôi con, cái câu thì cái bài đó thì nó cũng quá thảm rồi. Dạ. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà anh rớt đại học mà. Anh thi rớt tú tài một á, dạ. là anh bị đi lính rồi, là anh đi trung sĩ như trung là sĩ. Cái bài thơ đó. Dạ. Dạ. Nhưng mà nếu anh tú tài một mà anh rớt tú tài hai, dạ. thì anh sẽ đi Thủ Đức. Dạ. Đi Thủ Đức ngay, Thủ Đức thì sẵn sàng mở cửa. Dạ. Anh đỗ tú tài 2 rồi mà anh rớt đại học. Dạ. Thì anh tiếp tục anh đi lính. Dạ. Thì anh đi đậu thêm thì họ cứ hoãn dịch cho anh. Dạ vâng. Thưa ông thì ông ở đây ông cũng tiếp cận nhiều với hai trường sĩ quan của miền Nam Việt Nam. Ông có thể nói cái sự khác biệt giữa trường sĩ quan Thủ Đức và trường sĩ quan Đà Lạt, Võ Bị Đà Lạt nó như thế nào không ạ? Hai trường nó khác nhau nhiều lắm. Dạ. Trước khi nó khác nhau ở cái tinh thần, cái người Thủ Đức ấy, là cái người bị gọi động viên. Yeah. Thế còn cái anh mà vào Đà Lạt là anh tình nguyện. Yeah. Cho nên cái tinh thần nó khác nhau. Yeah, vâng. Và cái người Đà Lạt là người họ chọn cái binh nghiệp. Yeah. Còn người kia là họ đất bị. Nước cần yeah. gọi họ động viên thì họ vào. Yeah. Cho nên họ cái điều họ mong mỏi vẫn là trở về với cái đời sống dân sự. Yeah. Còn anh này anh chọn cái binh nghiệp. Yeah. Cái thời gian huấn luyện ở trường Thủ Đức nó chỉ có 9 tháng. Dạ. Thời gian huấn luyện trường Đà Lạt là 4 năm. Dạ. Và cái tinh thần của các khóa Thủ Đức là kẹt thì phải vô, dạ. kẹt thì phải ở. Dạ. Còn cái tinh thần của Đà Lạt khác hẳn. Dạ. Cho nên là trong trường Đà Lạt cái tình của họ đối với nhau, dạ. cái tình huynh đệ đó, dạ. nó gắn chặt. Yeah. Và họ yêu quân đội, họ yêu cái sự nghiệp quân đội, họ biết đây là nghề của họ sẽ sống suốt đời. Yeah. Và cái cách huấn luyện cũng hoàn toàn khác nhau. Yeah. Đó là hai trường duy nhất ở miền Nam Việt Nam huấn luyện các sĩ quan phải không ạ? Dạ không. Đó, còn nữa không? Còn trường, ví dụ như là trường, theo tôi biết thì những cái con trường sĩ quan Đồng Đế chẳng hạn ấy. Yeah. Để huấn luyện những cái người mà từ hạ sĩ quan mà họ lên. Yeah. Cũng thành, vì sao xa trường họ cũng là trưởng lý. Yeah. Thì cũng là sĩ quan. Dạ vâng. Thưa ông, cái cuộc chiến ở Việt Nam mà mình nói là cuộc chiến 54 và 75 mà người Mỹ người gọi là Việt Nam War đó, nó ảnh hưởng đến cá nhân và gia đình của ông như thế nào? Có ai bị chết, bị thương tật như thế nào không thưa ông? Phải nói rằng là cái cuộc chiến đó nó đi vào từng gia đình, đi à. Vào từng con người, à. Đi vào từng cái ngóc ngách. Yeah. Của tất cả mọi chuyện. Yeah. Tất cả mọi chuyện. Khi mà một người mà lớn lên á, đi học, yeah. rồi lập gia đình, yeah. chọn nghề nghiệp, chọn nơi ở, tất cả mọi cái đều có yếu tố cuộc chiến bên trong hết. Yeah. Không có cái gì mà không có yếu tố cuộc chiến cả. Yeah. Và cái cuộc chiến nó càng ngày càng xâm nhập vào con người. Càng ngày càng xâm nhập vào trong đời sống. Không có cái gì mà nó bao trùm hết. Bao trùm tất cả. Nó ảnh hưởng là... Thành ra mình không dùng chữ ảnh hưởng, nó phải nói nó bao trùm đến con người. Thật ra ngay cái vấn đề là anh đi học, anh chọn nghề gì. Thì anh phải tính đến cái cuộc chiến. Anh sẽ ở đâu, anh phải tính đến cái ảnh hưởng cuộc chiến. Trong gia đình chúng tôi thì ông anh lớn tôi thì ông ấy là sĩ quan quân đội. Bà chị tôi thì lấy mà ông thì cũng là quân đội. Tất cả các bà chị đều lấy mà quân đội hết. Người em tôi cũng là quân đội. Và tôi thì tôi dạy ở trong trường Võ Bị. Và tôi cũng là quân đội. Cho nên là tất cả mọi người đều là trong quân đội. Nhưng mà may mắn là chúng tôi không có ai... Có một ông anh rể là chết
trong cuộc chiến thôi. Còn ngoài ra chúng tôi không ai. Ông ban nãy nói ông là giáo sư trường dạy trường võ bị, nhưng mà ông cũng là quân đội, tức là bản thân ông cũng phải gia nhập quân đội hay sao? Nó hơi dài một tí, nó hơi lung tung một tí, nhưng mà đại khái nó như thế này. Khi mà tôi vào trong trường võ bị đó, thì lúc bây giờ, tại vì trường võ bị họ chuyển từ 2 năm sang 4 năm võ cần giáo sư, thì họ tôi mới vào, thì tôi dạy với tính cách giáo sư dân chính. Thì lúc bây giờ tôi đi học gọi là 9 tuần sau rồi trở về dạy lại. Nhưng mà mình vẫn là giờ là dân sự, mặc quần áo như thế này. Thế năm 1974 thì họ mới bắt chúng tôi đi học thêm 7 tháng nữa và trở thành chuẩn úy, trở thành sĩ quan. Thì tôi học cái khóa đó, tức là khóa 274 là khóa sĩ quan chót của trường Long Thành. Ra trường ngày 22 tháng 3. Thì tới cuối tháng 4 là đứt phim rồi. Thành ra lúc bây giờ tôi là chuẩn úy, cấp bậc là chuẩn úy. Chuẩn úy nhưng mà vẫn là giáo sư của... Vâng. Mặc dù học trò ra trường là thiếu úy. Thưa ông thì... ông có cái suy nghĩ gì về cuộc chiến tranh miền Nam, mà đặc biệt là những cái gì mà nó đã bao trùm, nó đã xảy ra cho người dân miền Nam mình nào? Nói đến chiến tranh là nói đến sự tàn phá. Mà nói đến tàn phá tức là nói đến sự nhẫn tâm. Cho nên là cái cuộc chiến tranh như hồi nãy tôi đã trình bày với cô rằng nó không phải nó ảnh hưởng mà nó là bao trùm lên tất cả mọi khía cạnh của con người, của gia đình và của đất nước. Cho nên cái nói, nếu mà nói đến cái ảnh hưởng của nó thì là như tôi trình bày với cô, nó không phải là ảnh hưởng mà nó bao trùm lên hết, tác động lên hết. Và những cái gì mà chiến tranh nó đem lại cho con người đó, thì người ta chỉ khi về sau ở trong cái cảnh đó thì nó là kinh hoàng, và sau cái cảnh đó rồi người ta chỉ mong ước là đừng bao giờ xảy ra nữa thì hơn. Thế còn những cái mô tả về những chiến tranh thì cô có thể đọc thấy ở rất nhiều sách và rất nhiều phim ảnh, cô thấy rồi. Chiến tranh nó đông lắm, thế thôi, nó tàn nhẫn. Mà cái cuộc chiến tranh Việt Nam thật, tôi chưa bao giờ, tất nhiên là mình chưa bao giờ mình sống cuộc chiến tranh ở bên khác cả. Nhưng mà tôi thấy nó quá tàn nhẫn, quá ghê gớm. Thưa ông nghĩ gì về chính sách của Hoa Kỳ đối với cuộc chiến miền Nam, với chính quyền Nam miền Nam? Tụi tôi khi mà cái thời, ngay từ cái thời đó tụi tôi đã bàn nhau một cái điều. Có rất nhiều cái cách nhìn về chính sách của Hoa Kỳ và sự can thiệp của Hoa Kỳ vào cuộc chiến. Thế nhưng mà ngay từ hồi đó thì chúng tôi đã bàn nhau, và cho tới bây giờ tôi thấy có lẽ rằng là cái điều mà chúng tôi suy nghĩ vào cái thời đó, tức là hơn 40 năm trước cho tới bây giờ, có lẽ nó cũng vẫn có thể giữ được, tức là nó vẫn có thể duy trì được. Tức là khi mà Hoa Kỳ đem quân vào miền Nam thì như thế có nghĩa là Hoa Kỳ tạo cho cái mặt trận giải phóng miền Nam nó có một cái chính nghĩa. Tại vì họ nói rằng là họ chống Mỹ cứu nước. Mà chống Mỹ, mà nếu trong những người bây giờ quân đội Hoa Kỳ mà đem vô thì rõ ràng là làm cho họ nói cái điều đó trở thành đúng. Cho nên là tôi nghĩ rằng là đáng nhẽ Hoa Kỳ không nên đem quân vào. Mà nếu mà cần giúp đỡ thì giúp đỡ để cho chính phủ của Việt Nam có cái độc lập và họ tự đứng lên. Tại vì đó là cuộc chiến của họ, của Việt Nam, chứ không phải cuộc chiến của Hoa Kỳ. Cho nên theo tôi nghĩ thì tôi không đồng ý với cái chính sách của Hoa Kỳ mà coi cái cuộc chiến đó là của Hoa Kỳ. Cái đó không đúng. Thưa ông, năm 1963 có cái cuộc có người gọi là cách mạng, nhưng mà hầu hết mọi người đều đồng ý nó là một cái cuộc đảo chánh. Ông Diệm đó, thì năm đó ông đang ở đâu và làm gì, và ông suy nghĩ gì về cái cuộc đảo chánh đó? Cái năm đó là cái năm 1963, năm lúc giờ tôi mới bắt đầu tôi lên đại học. Thì ông Diệm vào cái thời bây giờ tụi tôi có thể là bị ảnh hưởng, bị tuyên truyền gì đó, nhưng mà quả thật là cái hồi mùng 1, ngày mùng 1 tháng 11 năm 1963,
thì tôi đã vui. Chúng tôi đã vui. Chúng tôi thấy rằng là lúc bây giờ ông Diệm và gia đình ông đã có một số những cái khuyết điểm mà tụi tôi và cái tuổi trẻ cho là không thể tha thứ được. Và tụi tôi đã vui, đã mừng. Và cái mừng đã kéo dài có lẽ cũng được vài tháng. Khi chúng tôi thấy rằng là những người đi lên là còn tệ hơn ông Diệm rất nhiều. Nhất là trong vấn đề thể diện đối với nước ngoài, cụ thể là Hoa Kỳ. Tôi nhớ là cái thời ông Diệm ông ấy, chúng tôi không thấy quân đội Hoa Kỳ. Nhưng mà về sau này thì khi mà những cái người lính Mỹ đầu tiên đổ bộ lên Đà Nẵng á, thì theo như tôi hiểu chính phủ, những người lãnh đạo lớn nhất của Việt Nam không biết chính xác. Cái đó là một cái điều mà hồi xưa của tôi lấy làm gọi là nhục nhã thì có lẽ nó hơi quá một tí, nhưng mà gần gần như thế. Thưa ông, cho đến hôm nay thì ông nhận định thế nào về cái cuộc đảo chính 1963? Cho đến hôm nay thì tôi nhận thấy rằng là cái điều mà chúng tôi gọi là giác ngộ ra vài tháng sau cuộc đảo chính nó vẫn đúng. Và tôi rất là gọi là đồng ý và thán phục cái chính sách, ví dụ như quan niệm của Hoa Kỳ là cái người sĩ quan á không bao giờ làm chính trị được, người sĩ quan chỉ ở trong quân đội thôi. Tức là ví dụ như Hoa Kỳ chẳng hạn, cái người đứng đầu quân đội vẫn là ông tổng thống thì ông kể rồi, nhưng mà sau đó là bộ trưởng quốc phòng là một người chân sự. Thế ông thì ở gia đình của ông thấy toàn quân đội không? À. Thế có ai bị sau 1975 á, có ai bị bắt cầm tù hay là như thế nào không? Ông anh tôi bị gọi là cái tiếng ở trong đó họ gọi là cải tạo, nhưng mà thật ra tức là bị tù mất 7 năm. À. Ông anh rể tôi thì may mắn ông đào thoát được vào ngày 30 tháng 4. À. Bản thân tôi thì bị tù trong đó là 2 năm 3 tháng 17 ngày. À. Thưa ông, rồi ông ra tù thì ông đời sống của ông như thế nào trong cái từ cái ngày đó cho đến lúc ông xong này, cái đời sống của ông và gia đình như thế nào sau khi ông ra tù? Khi mà năm 75 xảy ra, trước năm 75 thì tôi là một người đi dạy học. Cái môn tôi dạy học đó là triết học, tôi dạy cho học sinh trung học lớp đỉnh nhất. Tôi dạy trên trường Bó Bị. Xong năm 75 thì tất nhiên là trường Bó Bị là tan tành rồi. Cái môn triết học thì nó cũng vứt đi luôn, tại vì rằng là đối với người cộng sản thì chỉ có một thứ triết học là triết học Mác Lênin thôi. Thì khi tôi đi học tập cải tạo về đó, tức là đi tù về đó, thì tất cả những người đi học tập cải tạo hay đi tù về như thế thì cả gia đình của người đó tức là bị xã hội cô lập. Bị xã hội cô lập. Và tụi tôi tất nhiên là cái nghề cũ của mình là bỏ rồi, là vứt rồi. Thì từ năm 75 cho đến năm mà tôi sang đây là 1996 đó. Tôi đi học tập về lúc bây giờ là năm 97, năm 77, cuối năm 77. Tức là trong vòng 19 năm đó, tôi làm tất cả mọi nghề chỉ trừ có cái nghề cướp của giết người. Tại vì tôi được dạy là không bao giờ cướp của, không bao giờ giết người. Tôi làm tất cả mọi việc từ thợ mộc, từ buôn bán. Nhưng mà sau cùng cái nghề mà tôi làm được mà đỡ nhất ấy, tức là tôi mở được một cái tiệm phở. Tôi mở tiệm phở thì bà chị và họ, mà bà chị họ và chỉ tôi cách nấu phở, tôi lâu nấu phở và tôi làm cái tiệm phở. Thế là sống được đỡ. Tôi còn trước là vô cùng vất vả, vô cùng vất vả. Thưa, cái vấn đề khi ông tù về đó thì họ có bắt phải đi trình diện hay họ có gọi như là tiếp tục theo dõi hay như thế nào không thưa ông? Khi mà tụi tôi mà đi tù về đó thì đầu tiên hết tức là tuần ngày nào cũng phải họp. Ngày nào cũng phải họp được gọi với cái anh gọi là cái cảnh sát khu vực. Thì họ trông nom đâu một mỗi một gọi là mỗi một phường. Thì là có một cái anh cảnh sát khu vực đó, anh ấy ngày nào anh ấy cũng bắt tụi tôi phải
hỏi là hôm nay sáng nay anh làm gì, đi đâu, những gì, bạch tường trình. Rồi về sau á, được đâu chừng vài tuần á, thì nó có một cái cuốn sổ, cứ mỗi một ngày đi đâu, làm gì để ghi vô. Ghi vô rồi sau đó là cuối tuần trình nữa. Thì cứ là trong tình trạng gọi là quản chế. Quản chế tức là không có đi đâu hết á. Hồi đó là ở Đà Lạt nhưng mà muốn đi về Sài Gòn là phải xin phép. Xin phép đâu chừng là họ cho đi vào khoảng đồng tuần, hai tuần đến về trình. Tất cả mọi cái tức là họ kiểm soát tối đa đến mức có thể. Còn thỉnh thoảng cái chuyện mình ở nhà mà anh ấy gõ cửa nó vô nhà nó cứ ngồi ra là chuyện bình thường. Họ ngồi đó họ hỏi gì thôi, họ cứ ngồi chơi vậy thôi. Không, không ngồi, họ hỏi chứ họ đi ra đi vô họ coi như nhà của họ. Tức là đời sống mình bị xâm nhập hoàn toàn, họ muốn làm gì thì họ làm. Đúng. Có thể dùng cái chữ cô mô tả cái đó rất đúng. Thưa ông thì bằng cách nào mà ông có thể sống như thế mà bằng cách nào ông có thể sang Hoa Kỳ được? Tôi sang Hoa Kỳ thì nó lại là chuyện khác, tức là bà chị tôi bà bảo lãnh. Thằng con lớn của tôi thì vượt biên. Mà sở dĩ mà tôi cho nó vượt biên được là bởi vì nhờ tôi mở được họ. Thằng con lớn tôi đã sang đây, nó rời khỏi Việt Nam từ năm 89. Và nó sau nó được screening và nó được đậu và nó sang tới Mỹ vào năm 92. Nhưng mà riêng bản thân tôi thì là 96 mới sang. Và chị tôi bảo anh. Theo diện ODP. ODP. Thì lúc đi thì ông đi được cả gia đình hay có ai sót lại không? Lúc tôi đi thì có hai vợ chồng tôi đi được thôi, còn mấy đứa con tôi thì là nó trên 21 rồi. Trên 21 thì tôi sang bên này tôi lại làm giấy bảo lãnh cho các cháu. Và bây giờ thì tất cả sang đây hết rồi. Cảm ơn trời đất. Thưa ông, khi mà phái đoàn Mỹ đó họ báo giấy cho ông đó rồi ông làm hồ sơ đó, ông có bị khó dễ gì không? Họ có đòi tiền bạc hay gì không trong lúc mà làm đơn để đi đó, làm giấy để đi đó? Cái này thì nó cũng lằng nhằng lắm. Khi mà tôi nộp đơn đi thì tôi nộp đơn đi theo cái diện gọi là diện HO, người ta gọi là diện HO đó. Thế nhưng mà khi tôi nộp đơn theo diện HO như thế thì là ở bên Thái Lan đó, thì họ mới gửi cho tôi cái thư nói rằng là ông không đủ tiêu chuẩn đi theo diện HO. Ông có bà chị ở bên này, bây giờ ông nhờ bà chị bảo lãnh đi. Tại vì tôi ở đi học tập như thế là ở trong trại được có 2 năm 3 tháng 17 ngày. Thì khi mà nộp đơn theo cái diện gọi là diện HO như thế là tụi tôi ở bên Việt Nam, anh nộp đơn là nộp đơn ở cái phòng xuất nhập cảnh. Thì cái thằng vừa vào giống cảnh có một cái anh chàng là nó đứng ra nó làm cái dịch vụ đó luôn. Thì tôi nhớ lúc bây giờ gia đình hai vợ chồng với ba đứa con. Thì nó đòi đâu vào khoảng đồng chừng 2-3 triệu gì đó, và cái thời đó tức là thời đó đó. Thì lúc bây giờ tính ra vào khoảng đồng chừng một lạng vàng. Thì nó làm hết. Tại vì tức là nó vừa đá bóng vừa thổi còi mà, nó vừa nhận đơn, nó vừa điền đơn rồi nó làm với nó mình gửi hết xong hết. Nhưng mà lại không được đi HO. Thì làm theo cái diện bảo lãnh kia. Thì khi mà làm như thế thì nó lại có cái rắc rối là như này. Tôi ở trên Đà Lạt. Mà trên đó nó cái đời sống nó khó quá, mình mới chạy về Sài Gòn, thì mình chạy về Sài Gòn mình không có hộ khẩu. Ông hỏi nói hộ khẩu là cái gì thưa ông? Hộ khẩu tức là cái này. Ở trong một cái gia đình á, ở trong một cái nhà đó, ai là chủ gia đình? Ở nhà có những ai thì nó phải có tên ở trong một cái tờ gọi là tờ đăng ký hộ khẩu, tức là tờ hồi xưa mình gọi là sổ gia đình. Nhưng mà trong cái sổ gia đình thì bây giờ nó là đăng ký hộ khẩu. Tại vì cái anh về sau mình là cái gì nó cũng liên quan đến khẩu, nó là cái miệng. Thế nếu trong trường hợp anh không có tên trong cái hộ khẩu đó mà anh ở đó, tức là anh ở bất hợp pháp ấy. Anh ở bất hợp pháp. Thì tôi ở nhà bà mẹ tôi nhưng mà tôi không có tên ở trong đó. Là bất hợp pháp rồi. Nhưng mà mình cứ ở thì thỉnh thoảng cái công an khu vực buổi tối nó lại đến nó gõ cửa, nó bảo là kiểm tra hộ khẩu. Thế là mình không có tên thì nó lại phạt. Phạt nhiều tiền lắm không?
Không thì thường thường nó nói thật ra đi thì về sau này mình biết rồi, tức là mình cứ cho nó tiền đều đều thì nó đến nó kiểm tra, chắc nó lại thôi. Kiểm tra tức là một cách để nhắc nhở rằng là anh ở bất hợp pháp đó nha. Mà không ở đùa. Nhà mẹ anh ở bất hợp pháp nha. Thì anh phải tính với tôi như nào đó. Thì đại khái thì cho cà phê, cả pháo rồi cho tiền bạc thì sao nó yên. Họ không đùa nhưng cứ để đó để lấy lý do để đến kiếm tiền thôi. Đúng rồi, để kiếm tiền thôi. Thế thì đến cái lúc mà nộp đơn đi theo nộp đơn vào ODP á. Thì nộp đơn thì anh muốn nộp đơn á thì phải nộp đơn ở cái phòng xuất nhập cảnh. Mà anh muốn nộp đơn cho thằng xuất nhập cảnh ở thành phố á thì kênh quận thì anh phải chuyển lên. Mà muốn ở quận á thì anh phường thì nó phải chuyển lên quận. Đi lên phường nó bảo là tôi đâu biết anh là ai đâu. Làm sao tôi chứng vào cái đơn này tôi không biết anh là ai cả. Thì bây giờ mình mới phải làm một cái giấy, tức là xin cái giấy buồn cười đó. Nó gọi là hộ khẩu NK3 đại khái thế. Nhưng mà cái tên nó đặc biệt là giấy chứng nhận cư trú bất hợp pháp. Mình có cái giấy chứng nhận cư trú bất hợp pháp như thế á, thì nó có một cái lợi là chỗ nào nó chứng nhận là mình cư trú bất hợp pháp. Nhưng mà cái anh phường nó đóng dấu, nó tôi công nhận là anh cư trú bất hợp pháp. Nhưng mà nhờ thì mình nộp đơn nó chuyển lên được. Trời. Tại vì nếu không, nó không có cái giấy tờ nào hết không được. Tức là chứng nhận mình có cư ngụ đó, nhưng mà là bất hợp pháp. Nên là bất hợp pháp. Có một cái chi tiết muốn ông giải thích cho. Khi mà họ dùng chữ khẩu, tức là miệng, như ban nãy ông định nghĩa đó, cái tờ giấy đó nó ngoài vấn đề hành chánh đi đếm người ra, nó còn có cái mục đích gì nữa không? Tại sao họ nói nên chữ khẩu cái tờ giấy đó, cái sổ gia đình ngày xưa đó, và bây giờ họ dùng cái chữ khẩu nó còn có ý nghĩa gì khác nữa không? Nó nhiều ý nghĩa lắm cô. Cái ý nghĩa đầu tiên của nó là nó để công an nó kiểm soát ai ở trong nhà. Và bất kỳ lúc nào cũng có thể có một cái giải pháp đối với những người mà họ không kiểm soát được. Cho nên là ngày xưa đó, trước năm 75 á, thì anh đi ra ngoài á, thì anh có khi anh bị người ta xét hỏi rằng là anh có giấy tờ hay không. Nhưng mà anh về đến nhà thì là yên, không ai hỏi anh nữa. Nhưng mà ngược lại sau năm 75 á, thì anh đi ra ngoài thì yên. Nhưng mà anh về đến nhà mới là sợ. Anh về đến nhà mới sợ tại vì anh sống bất hợp pháp ở ngay trong căn nhà của anh. Và cái anh công an lúc nào nó cũng dòm ngó. Mà những tay chân của nó là những cái anh tổ trưởng, tổ phó lúc nào cũng dòm ngó. Mà chưa chắc thì họ là người xấu. Nhưng mà bởi vì rằng là việc của họ phải như vậy, nếu không thì họ sẽ bị hành hạ. Với cái sổ hộ khẩu đó, anh đi mua lương thực ngoài đâu có bán. Hoặc nó bán những cái giá quá cao anh không thể mua được. Thí dụ như là lương của một người nó vào khoảng đôi chừng mấy chục đồng. Mình đi ra ngoài họ bán vào khoảng 2 đồng một ký gạo, làm sao anh mua? Anh muốn mua với cái giá của nhà nước, giá cung cấp á, thì anh phải có sổ hộ khẩu. Cho nên thì không có sổ hộ khẩu có nghĩa là họ không bán lương thực cho anh. Tức là cái miệng của anh treo. Tức là họ kiểm soát cả lương thực của anh ấy. Lương thực. Cái thứ hai, nhà nước bán cho anh vải. Tất nhiên là cái vải nhà nước bán thì nó buồn cười lắm. Thí dụ họ bán cho anh một năm vào khoảng chừng 2 thước vải. Nhiều khi có người đủ mấy cái áo, đủ mấy cái quần. Họ bán cho anh là 5 gram bột ngọt. Thí dụ như thế. Nhưng mà nó cũng là những cái đồ bán nó cũng có, còn hơn là không. Học trò thì nó bán vở. Tôi bán ở trong hợp tác xã. Nhưng mà anh muốn mua những cái đó thì anh phải có sổ hộ khẩu. Anh không có sổ hộ khẩu là anh không có gì hết. Anh đứng ngoài xã hội. Thưa ông, thì ở trong cái hộ khẩu này mình có, mình đi mua, mình có thể mua tất cả những cái gì mình cần dùng không? Hay là họ cũng hạn chế? Họ mua những cái gì mà họ bán cho mình. Chứ không phải mua cái gì anh cần dùng. Anh cần dùng đấy nó nhiều lắm. Nhưng mà họ mua cái bán cho mình, mà cái bán thì cô biết rồi đó. Tất cả những cái đồ đó ở đâu ra, đồ đó là quốc doanh sản xuất. Và sản xuất cái chất lượng như thế nào đó cô cũng biết rồi. Cái quality của nó thì khỏi nói rồi. Tức là nó vô cùng tệ. Tại vì sao? Tại vì rằng là cái người sản xuất á, họ biết rằng sản xuất gì chăng nữa thì cũng bán được. Mà họ chỉ có thể sống được nếu trong trường hợp họ ăn gian ăn bớt thôi. Cho nên là cái sản phẩm nó rất là tệ.
Nhưng mà nó tệ gì chăng nữa thì nó cũng có còn hơn không. Có còn hơn không. Cô có thể tưởng tượng là khi tôi ở trên Đà Lạt á, lúc bây giờ mà họ bán gọi là bán lương thực á, cái kỳ này á, nó nói rằng là kỳ này á, thì bán gạo. Nhưng mà kỳ sau, tháng sau á, thì nó không có gạo, kỳ này nó bảo tôi bán khoai mì. Kỳ sau nữa mà không có khoai mì thì bán khoai môn. Không phải khoai môn, khoai lang mà nó cắt ra khô đó. Rồi kỳ sau nữa tự nhiên nó bán cho mình bột mì. Thì mình đem bột mì đó ra đến cái anh mà bán bánh mì đó, đổi. Hoặc nếu không mình làm thành cái bánh mặt trời này. Có khi nhà tôi đó, tôi nhớ rõ ở trên đời là có kỳ mà một năm trời cả nhà không ăn một gạo nào hết đó. Mà gạo là cái lương thực chính của người Việt Nam. Lương thực chính nhưng mà không, bởi vậy cho nên họ khôn lắm. Họ không dùng chữ gạo, họ dùng chữ chất bột. Họ dùng chữ chất bột. Họ dùng như là họ bảo rằng bây giờ cái chất bột, và cái chất bột nó có thể từ khoai, từ sắn, từ mì, từ bột bất cứ cái gì, họ gọi là chất bột. Họ không dùng chữ gạo. Cái quality, cái phẩm chất của những khoai sắn này có cũng bằng bên ngoài không, có gì đặc biệt không? Làm sao mà bằng bên ngoài được, cái tôi đã trình bày với cô rằng là mốc ẩm tất cả mọi thứ là nó cứ việc nó bán ra thôi, tại vì anh đây là con đường duy nhất để anh mua cái thứ này. Cái người bán, người sản xuất ra thì không được bán mà phải bán cho hợp tác xã. Rồi là cái người mua đó thì cũng không được mua ở ngoài mà phải mua của hợp tác xã. Thì anh nhà nó là độc quyền rồi. Cho nên là một đằng thì nó khống chế cái chuyện nó mua vô. Và một đằng nữa nó khống chế chuyện bán ra. Anh không mua, tôi anh mua đâu. Anh không có chỗ nào anh mua cả. Cho nên là tôi bán gì anh cũng phải mua hết á. Mà vậy là chính quyền là cái người đứng ra tổ chức bán buôn thu mua hết tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ. Đà Lạt là cái nơi sản xuất trà. Nhưng mà một người mà đem 1 kg trà từ Đà Lạt về Sài Gòn á, thì nó có những cái trạm kiểm soát nó tịch thu. Cái thời bây giờ người ta gọi là ngăn xâm cấm chợ. Thì những cái này để nói thật ra bây giờ cô nhắc lại, tức là cô bắt tôi kể lại những cái cơn ác mộng. Đó là một cái cơn ác mộng. Kéo dài không thưa ông, bao nhiêu năm mà? Nó tùy từng tỉnh. Thí dụ như ở Đà Lạt á, thì nó kéo dài sao nào? Nó kéo dài cho đến khi tụi tôi chịu không nổi, tụi tôi phải bỏ về Sài Gòn đó. Thì tức là cứ chừng đầu năm 79. Trong vòng 3-4 năm. Nhưng ở Sài Gòn thì là người Sài Gòn bao giờ họ cũng thoải mái hơn. Thế ra Sài Gòn là không có vụ họp tổ dân phố. Trên Đà Lạt họp hoài. Đà Lạt họp tổ dân phố không có. Và ở Sài Gòn họ buôn bán vẫn có cái hệ thống buôn bán chui ngoài nhà nước. Thành ra là mấy cái sổ hộ khẩu mà về riêng về vấn đề lương thực ấy, không ảnh hưởng nhiều. Cho đến khi tôi ở Sài Gòn cái năm 80 thì coi như là biết anh có tiền là anh mua được. Anh được mua cả được mọi thứ với cái giá không cao lắm so với nhà nước và cái chất lượng nó đảm bảo. Còn thì tốt. Thưa ông, thì có người nói rằng Việt Nam quãng năm 1981 cho tới 83-84 nó có một cái trận đói mà unrecorded, tức là không có ai biết được hết. Ông nhận xét đặc biệt là cái vùng nông thôn này, vùng mà đã từng sản xuất thực phẩm, thì ông nhận xét ông nghĩ rằng cái nhận xét đó có đúng không? Thực sự thì tôi không biết cái đó. Nhưng mà điều là nói chuyện mà đói đó. Thì tôi có thể nói rằng là tất cả những người tôi biết và tất cả những người tôi thấy và tất cả những người tôi đi qua đều đói. Nhưng mà đói đến lúc mà chết đói á, thì thực sự tôi không thấy. Nhưng mà đói là tất cả mọi người đều đói, cái đói nó trở thành, nó triền miên và nó trở thành một cái nỗi buồn thôi. Nỗi buồn man mác ở trong người thôi. Cho nên trong mặt người nào cũng khóc hát, trong mặt người nào cũng buồn. Là vì thực sự ra người nào cũng đói hết. Ở đâu cũng đói. Thưa ông, trở lại cái vấn đề mà ông nộp đơn để đi xin định cư sang Mỹ, thì khi ông gặp được phái đoàn Mỹ đó, họ có hỏi hạch hỏi nhiều không?
khi mà khi tôi vào với đoàn Mỹ thì họ hạch họ không hạch hỏi gì hết nữa. Tại vì gần có lẽ hồ sơ đó mình nộp đầy đủ rồi, họ hỏi cho tôi có 2 phút à. Và cái ông mà phỏng vấn viên đó là ông là cái người ông nói tiếng Việt rất là giỏi, nói tiếng Việt như người Việt và dấu sắc hỏi huyền ngõ rõ ràng rõ ràng. Ông nói rằng là hai ông bà được nước Mỹ chấp nhận cho hai ông bà vô đây, còn mấy đứa nhỏ đó nó lớn rồi, hai ông bà đi sang bên này 1 năm sau chúng nó sang. Nhưng mà không phải 1 năm mà nó là 6-7 năm. Ông nói tiếng Việt giỏi lắm. À, cái câu hỏi mà ông hỏi thì hỏi về những cái gì thưa ông? Những cái hỏi cái ông Mỹ nói tiếng Việt ông hỏi ông Mỹ ông nói tiếng Việt ông chỉ hỏi tôi có đúng ông tên là gì, bà vợ ông tên là gì, bà chị ông tên là gì, thế thôi. Sau đó thì ông bà có phải qua cái cuộc coi như là sát về về sức khỏe đó, có phải có khó khăn trước gì không? Đó thì phải, trước đó thì đã khám sức khỏe đầy đủ rồi. Thì tới khám sức khỏe rồi. Sức khỏe cũng dễ dàng chứ không có gì khó khăn nhỉ? Có lẽ đó là cái cơ quan duy nhất ở Việt Nam mà tôi gặp đó, mà tôi có giao tiếp đó, mà tôi thấy họ không có hạch hỏi là cái chỗ khám sức khỏe đấy. Có thể là họ làm việc cho cơ quan IOM thì đó tôi không biết. Còn tất cả mọi chỗ khác khi mà cô đã đụng tới gọi là công quyền á, là khi cô vào một cái cô thấy ngay rằng là cô đang xin người ta một ân huệ, mà ân huệ này là rất khó. Ở đâu cũng thấy, kể cả khi cô vào mua hàng ở hợp tác xã. Thưa ông, cái hành trình từ Sài Gòn mà sang đến Mỹ như thế nào? Ông có phải qua nước thứ ba ở đó vài ngày hay như thế nào không ạ? Hành trình của tôi thì nó đơn giản lắm, tại vì rằng là tôi đi theo cái chương trình ODP đó. Tức là mình coi như là tụi tôi mua vé, tôi bỏ tiền ra mua vé luôn, gửi tiền ra cho em mua vé. Thế giờ từ Sài Gòn tôi qua Bangkok, tôi ở đó mấy tiếng đồng hồ thôi. Rồi sau đó từ sau qua Nhật, Scandinavia ở đó, xong rồi qua New York, rồi qua Virginia. Coi như đó, coi như một cái chuyến bay bình thường từ Á Châu vào Mỹ thôi. Dạ vâng. Thì cái cảm tưởng đầu ông vào phi trường nào và cái cảm tưởng của ông khi đến lần đầu tiên đến Mỹ, và có lần này có phải đầu tiên không, trước đó có đến Mỹ bao giờ chưa? Chưa bao giờ. Thế cái cảm tưởng đầu tiên của ông khi đến phi trường nào là như thế nào? Tôi đến đầu tiên là phi trường New York và tôi làm giấy tờ đó. Thì cái đầu tiên của tôi thấy một cái hình ảnh của nước Mỹ là khi máy bay gần đáp xuống, tôi thấy cái tượng Nữ Thần Tự Do. Thì quả thật đó là một cái mà về sau người ta gọi là dream come true. Tức là một cái điều mà nó là một cái giấc mơ, nó biến thành sự thật. Và khi tôi nhìn xuống tôi thấy cái hàng xe nó đi, thì tôi thấy đúng là một cái giấc mơ. Và những cái điều mà nghe nói về nước Mỹ mà bây giờ mới thấy được. Và khi mà máy bay hạ cánh xuống mà tôi giao tiếp với người đó, thì cái đầu tiên tôi thấy hai điểm đầu tiên mà tôi thấy. Cái thứ nhất, tức là cái không khí nó trong sạch. Không khí nó mình cảm thấy được cái sự trong sạch của cái không khí. Nó không có ô nhiễm, không có bụi bặm. Cái thứ hai, về cái con người là họ tử tế. Họ tử tế và họ cười nói với mình. Thay vì tất cả những cái người mà mình ở Việt Nam mặt nhìn nhau đều hầm hầm ấy. Luôn luôn mặt hầm hầm, tiếng Việt Nam mới gọi là nghinh, không bao giờ cười, còn ở đây người nào cũng cười, và mọi cái nó có thứ tự, khung cảnh thì thứ tự, không khí thì trong lành và người thì tử tế, đó là ba điều đầu tiên tôi nhận xét được. Thưa ông, sau đó thì gia đình ông về đâu và ông bắt đầu cuộc sống bằng cách nào? Tôi ở Virginia, và bà chị tôi ở Virginia, nhưng mà khi mà tôi đi sang chuẩn bị sang đây á, thì thằng con đầu của tôi thì nó ở Virginia và nó đã thuê sẵn một cái apartment rồi. Thì tụi tôi ở đó. Và ở Virginia cho tới giờ này luôn. Được mấy mấy năm rồi. Vậy là ông bắt đầu trở lại nước Mỹ bằng cái nghề gì thưa ông? Tôi sang đây vào tháng 8.
Thì khi tôi sang đây tháng 8 thì nó cũng thú thật với cô rằng là để chuẩn bị cho cái cuộc sống ở bên này đó. Thì khi mà chúng tôi làm bán phở ở Việt Nam á, thì cứ mỗi một tháng á, tôi cố gắng tôi gửi sang bên này một ít tiền. Tức là tôi gửi ngược. Thế ra khi mà vợ chồng tôi mà sang đến bên này, chúng tôi cũng có được vài ngàn để mà mua một cái xe và đồng thời để mà sống. Thì tôi sang bên này là 19 tháng 8. Thì cuối tháng 8 lúc bây giờ là tôi đã mua một cái xe rồi và tôi đã có bằng lái xe rồi. Ngay cuối tháng 8. Và sau đó vào khoảng chừng giữa tháng 9 thì là tôi đã đi đến cái chỗ Safeway này này. Tôi xin đi làm. Thì nó cũng hỏi thế gian xong rồi cho tôi làm. Giant chứ, không phải Safeway, Giant. Giant thì tôi đã đi làm ở đó rồi, tôi làm cái gọi là Salad Club. Thì nghe chữ clerk thì mình hồi xưa cứ tưởng là thư ký cứ kéo thì không phải. Salad Club thì tức là anh đi vô trong anh làm rau. Thì chỉ có mỗi cái tội là làm ở trong tủ lạnh. Thế ra nó lạnh quá trời nhưng mà phải cố gắng làm. Thì đúng là lúc bây giờ tôi thấy ở Đài Á Châu Tự Do thì mới bắt đầu thành lập và tuyển phát thanh viên. Lúc bây giờ đề là tuyển phát thanh viên. Thì tôi nộp đơn. Nộp đơn thì thi vô. Thi vô thì khi mà tôi làm Salad Club ấy, thì lúc bây giờ là nó trả tôi là 7 đồng một giờ. Năm đúng là 7 đồng một giờ. Tôi thi vô thì thi vô lúc bây giờ là đâu chừng tháng 11. Thì vô chừng sau đó thì cỡ chừng 2 tuần thì họ gọi tôi, họ hỏi rằng là bây giờ ông có đi làm được liền hay không, chúng tôi sẽ trả ông là gọi là trả là 30.000 một năm, thì tôi tính ra là tới 10 mấy đồng một giờ. Thì mừng quá chịu ngay, thế là tôi đi vào làm liền. Ông làm cho đến khi ông retire à? Cho đến khi tôi retire. Và cái cuối cùng chức vụ cuối cùng của ông ở AFA? Chức vụ tôi vào Arabe thì mới đầu thì tôi là phát thanh viên podcaster. Thì sau đó tôi trở thành editor. Và sau cùng thì tôi là director của cái ban Việt lúc này trong tôi. Khi tôi đi thay. Thưa ông, trong lúc làm việc ở trong AFA chắc cái tin mà ông cover là cũng là tin về Việt Nam, đặc biệt là tin của Việt Nam hay là cộng đồng Việt Nam hay là tin loại gì ạ? Tôi cover về tất cả mọi tin. Nó cho đúng là tất cả mọi tin. Tức là bởi vì này, cái mà tôi nhắm tới, cái đối tượng mà nhắm đến á, tức là người Việt ở trong nước là ưu tiên 1. Người Việt ở nước ngoài là ưu tiên 2. Và vậy cho nên là tất cả những cái gì mà người Việt ở trong nước và người Việt chúng ta quan tâm thì chúng tôi cover. Thì tất nhiên là tính từ gần đến xa, những gì liên quan đến Việt Nam, những gì liên quan đến Á Châu, rồi những gì liên quan đến Hoa Kỳ, rồi những gì liên quan đến quốc tế, theo cái thứ tự ưu tiên như vậy. Tất cả mọi vấn đề, tất cả mọi chuyện mà người đối tượng của mình quan tâm thì mình là cầu. Thưa ông, thì ông nghĩ rằng cộng đồng của người Mỹ gốc Việt của mình ở đây cái nhìn chung như thế nào? Ông nhìn thấy là họ phát triển như thế nào và ông nghĩ rằng họ sẽ đi đến đâu? Cộng đồng người Mỹ gốc Việt của mình ở đây, thứ nhất là mình phát triển rất nhanh, phát triển rất tốt. Tại vì người Việt của mình rất thông minh và rất chăm chỉ. Vừa thông minh, vừa chăm chỉ, vừa chịu khó và rất tôn trọng luật lệ. Đó là những yếu tố cơ bản để mà tạo nên, để mà sống yên vui ở đất nước Mỹ. Nhưng mà nếu xét trong tính cách cộng đồng á, tức là phải có cái mối dây liên kết á, và có sự đoàn kết giữa tất cả những cái người trong những thành viên của cộng đồng á, thì tôi e rằng là cái cộng đồng của mình không có thể là không được mạnh bằng những cái cộng đồng khác. Tại vì chúng ta nhiều người giỏi quá, cho nên nhiều khi chúng ta thiếu cái sự đoàn kết. Chúng ta có đoàn kết nhưng mà đoàn kết cũng chưa đủ. Thành ra là cộng đồng chúng ta là gồm quá nhiều người giỏi, quá nhiều người xuất sắc, nhưng mà mang tính cá nhân và gia đình nhiều hơn là cộng đồng. Thưa ông, năm nào thì người con cuối cùng của ông đoàn tụ ở đây? Người con cuối cùng của tôi đoàn tụ năm ngoái. Năm ngoái, và cháu nó có gia đình.
Thưa ông, bây giờ được ông còn ai là dạ, thân nhân ở bên đó không? Dạ, tôi còn một bà chị. Bà chị, dạ. Ông có bao giờ trở về Việt Nam để thăm lại nơi quê hương của mình chưa? Tôi từ trước đến nay tôi chỉ về lại Việt Nam để thăm lại có một lần. Dạ vâng. Là cách đây mấy năm. Dạ vâng. Ông có cái so sánh gì về cái Việt Nam lúc ông ra đi và cái Việt Nam lúc ông trở lại? Cái đầu tiên tôi nhận xét đây là sao mà người nó nhiều quá và nó đông quá. Quá nhiều người, quá nhiều xe, quá nhiều bụi. Cái điều mà tôi nhận thấy là như cũ, đó là cái vẻ mặt khó đăm đăm của tất cả các nhân viên công quyền và nhân viên công quyền, kể cả những người là cảnh sát, công an hay là hải quan, bất cứ những người nào, thì tất cả cái vẻ mặt vẫn luôn luôn khó đăm đăm, luôn luôn là nhìn mình với cặp mắt nghi ngờ, thì cái đó là không thay đổi. Nhưng mà quả nhiên rằng là cái đời sống, cái xã hội thay đổi nhiều quá. Thay đổi theo cái hướng vừa tốt vừa xấu. Tất cả mọi thứ mà tôi thấy ở nước ngoài thì nước Việt Nam đều có hết. Miễn lên có tiền. Nhưng mà cái cuộc tranh đua nó xảy ra quá dữ dội, quá tàn nhẫn, và cái không khí quá ô nhiễm. Quá ô hợp. Còn về vấn đề truyền thống Việt Nam, ở tại Việt Nam bây giờ thì ông có cái nhận xét gì không? Đã càng ngày càng suy tàn. Càng suy tàn thì cái chuyện nó cũng dễ hiểu thôi. Tại vì rằng là cái truyền thống của Việt Nam là cái truyền thống tôn trọng đối với gia đình là hiếu lễ, đối với xã hội là tôn ti trật tự. Tôn ti trật tự theo cái nghĩa tinh thần nhiều hơn là vật chất. Nhưng mà còn bây giờ thì cái gì họ cũng chủ trương là đảng rồi nhà nước. Họ dạy con cháu là thanh niên thiếu niên là theo đảng chứ không phải theo gia đình, theo truyền thống bố mẹ. Họ cũng không đặt vấn đề tổ quốc Việt Nam mà họ đặt vấn đề là tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vấn đề nó khác hẳn. Thế cho cái truyền thống càng ngày càng lưu tàn. Và tôi sợ rằng là mai mốt đấy đến cái lúc mà chế độ cộng sản không còn thì cái chuyện mà giáo dục lại cho con cái, cho nó ăn nói tử tế, cho nó biết trước biết sau, có lẽ phải tốn cả một thế hệ. Thưa ông, còn người Việt của mình bên này, ông trong gia đình ông làm cách gì để ông giữ những truyền thống, và ông những cái gì là ưu tiên là ông muốn giữ trong gia đình của ông? Thế còn nếu mà nói trong giữ truyền thống mà thì chúng ta có thể có nhiều yếu tố, có nhiều cái điều kiện. Thế nhưng mà đối với cái đời sống bên này á, thì càng ngày những cái điều kiện, càng ngày những cái đòi hỏi của mình nó càng bị ít đi. Cho nên là tạo những cái điều kiện giao tiếp với lại các cháu, các con càng nhiều càng tốt. Đó là cái yếu tố cơ bản để mà dạy cho các cháu, để mà truyền và mong các cháu thực hiện được là cái tinh thần yêu thương gia đình, kính trên nhường dưới. Thế còn những cái như là trách nhiệm, bổn phận, yêu tổ quốc, yêu đất nước, yêu thiên nhiên, những cái đó là nó đi học giáo dục bên này, giáo dục còn hay hơn là cái truyền thống Việt Nam ngày xưa. Các cháu rất có tinh thần trách nhiệm, có tinh thần độc lập, có tinh thần tự lập, chúng nó rất giỏi. Nhưng mà chỉ có cái rằng là cái đối với lại trong gia đình, kính trên nhường dưới, yêu đến tha thiết hơn với người trên, tha thiết hơn với người dưới, thì cái đó thì nó tôi nghĩ nó không bằng cái truyền thống Việt Nam của mình. Thưa ông, 10-20 năm nữa thì cái truyền thống của người Việt trong người Mỹ gốc, trong những gia đình người Việt ở đây, người Mỹ gốc Việt ở đây, theo ông thì nó sẽ như thế nào? Tất nhiên là nó phải thay đổi. Tất nhiên là nó phải thay đổi. Cho nên cái mà tôi mong mỏi, cái mà ước mơ đó là làm sao tất cả những con cháu của những người Việt bây giờ, tức là dù thế hệ 2, thế hệ 3, chúng nó còn nói được tiếng Việt. Cái đó là cái cơ bản. Sau khi nó còn nói được tiếng Việt, còn nhớ đến cái đất nước của mình, thì mới lúc bây giờ mới nói chuyện rằng là nó yêu văn chương, rồi nó quan tâm đến lịch sử, quan tâm đến đất nước. Và mới duy trì được cái truyền thống mà
đã có từ bao nhiêu năm đâu, nhưng mà cái cơ bản là cái chỗ chúng nó phải nói về tiếng Việt và quan tâm đến tiếng Việt, quan tâm đến người trên kẻ dưới, quan tâm đến gia đình. Thưa ông, một người sống và trải qua rất nhiều, một cuộc đời của ông cũng như là ba bốn cuộc đời của một người khác, thì ông đã cuối cùng cô đọng được những cái kinh nghiệm gì mà ông có thể chia sẻ cho những người trẻ hôm nay và mai sau? Tôi thấy chỉ có một cái điều quan trọng khi mà mình đã lớn tuổi rồi đó, thì khi tôi nhìn lại tôi chỉ thấy một điều như này: khi mà còn trẻ thì hãy cố gắng làm cái điều gì, mọi điều mình làm mình nghe theo cái tiếng lương tâm của mình, không có gì phải sợ, mình cứ nghe theo tiếng lương tâm mình, bớt sợ đi, làm cái điều mà mình thấy là đúng. Để làm gì? Để khi mình lớn tuổi mình nghĩ lại mình không có tiếc. Có vậy thôi, đơn giản là thế thôi. Tôi còn cụ thể thì nó nhiều chuyện, nhưng mà nói chung nó là như vậy. Cuối cùng thì có điều gì ông muốn nói mà chúng tôi chưa hỏi ông, không có gì mà ông muốn nói nữa không? Thưa cô đã hỏi nhiều hơn là những cái điều tôi định nói. Cô là một người phỏng vấn viên rất là sâu sắc và tinh tế. Cảm ơn. Dạ vâng. Thì thay mặt Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa, chúng tôi chân thành cảm ơn ông đã trải cuộc đời của mình ra để chia sẻ với những thế hệ sau này, làm những bài học và hành trang quan trọng cho các em. Thưa kính cảm ơn ông. Dạ, xin cảm ơn cô, và chúng tôi xin chúc tất cả những cái dự án mà cô và các bạn cô đang làm sẽ thành công. Không phải riêng chúc mà chúng tôi rất mong mỏi, và đó là điều bản thân chúng tôi cũng mong là, nhưng không làm được. Và khi nào cô cần cái gì thêm xin cô cho hay. Dạ cảm ơn ông nhiều lắm. Dạ, chân thành cảm ơn ông. Dạ.